Này. Hôm nay mình sẽ này mật này mình sẽ bổ CDDG, CDDB và CDDR nhé, ba dòng CDD nhà mình đây ạ. Đây này, nứt nứt như này thôi đây ạ. CDDB cũng nứt nứt này nhưng mà không hề bị toác ra đâu nhá. Còn đây là CDDG đấy ạ, nhìn mật này, trời ơi. Đây mình sẽ bổ luôn cho các bạn xem ruột mọi ruột nhá. Wow, đây ạ. Đây là CDDG ạ. Thấy không ạ? Này. Trời, màu đỏ lắm luôn. Thấy không ạ? Đây thì mình sẽ dựa vào đây cho mọi người cùng xem để mọi người xem cái ruột nhá. CDDG này. Đây ạ, còn đây là CDB này. Wow. Đây ạ. CDDB ạ, thấy không ạ? Và đây là CDDR nhá. Wow. Đây. Trời. Đây ạ. Đấy, đây là ba dòng nhà mình nhá. Mọi người thấy không ạ? Đây mình sẽ quay gần này. CDDD thì rất là đỏ luôn. Dòng CDD là rất là đỏ. Mật và rất là ngọt. CDDG grid đấy nhá. Đây là grid ạ. Đây là CDDB blank đấy ạ. Đây là CDDR Rimanda nhá. Đây ạ. Người thấy không ạ? Đây. Rồi, đây mình sẽ ăn thử bạn là CDDG nhá. Đây ạ. Này. Không thấy không? Này. Wow. Nó ngọt mà nó thơm lắm luôn đấy. Thơm lắm. Thơm lắm. Tiếp theo là CDDB nhé. Đây ạ. Bạn xem này. Nó ngọt này. Nó dẻo. Nó thơm. Mình sẽ ăn luôn. Còn đây là mình sẽ ăn quả thứ ba là này, mật này các bạn nhìn thấy không ạ? Trời ơi. Này. CDDR nhá, Rimanda nhá. Này, trời ơi. Ngon. Trời nó ngọt mà nó dẻo lắm, nó thơm lắm. À, mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhá. CDDR Ripanda này, CDDB này, Blanc này, Blanc này, Blanc C ấy. Và đây là CDDR nhé, Grid ạ. Đây ba dòng CDD nhà mình nhá. Đây ạ, rất là đáng trồng luôn đấy ạ.